kênh siêu thị 68 chào cô chú anh chị. Thì hôm nay kênh có ghé cửa hàng xe máy Lâm Trạng ở địa chỉ là 132 A Mai Thị Hồng Hạnh. Hướng này thì ra bến xe Gạch Sỏi, từ đây ra tới đó khoảng 250 thước. Còn hướng này thì ra chợ nè, từ đây ra tới đó thì khoảng 400 thước. Tiếp theo thì mình vô cửa hàng xe máy ha. Thì đầu tiên mình giới thiệu chiếc này đi. Rồi, chiếc này bán cũng gần Tết nhất rồi. Chiếc này mình bán chiếc này là 11 triệu đi. 11 triệu, chiếc này đời cao nha, đời cao bánh mâm. Chiếc này là cái vỏ trước zin còn luôn nha. Vỏ zin vỏ trước còn luôn. Bánh mâm. Máy móc là bao zin phải không anh? Máy móc là anh bao zin, máy móc là anh bao zin, đầu nồi chưa làm. Đầu nồi chưa làm luôn, bao zin. Với lại ở đây là thu xe làm sao thì bán vậy, không có bùa phép nên ngoài ra ở đây cũng có trao đổi xe nha. Ở đây trao đổi xe, nếu anh em nào có thiện chí trao đổi xe thì mình vớt cho em cái giá tuyệt đỉnh luôn nha. Rồi, tiếp theo con này đi. Con này thì cái này là hiểu gì anh? Con này con Nova. Nova, con Nova. Con Nova 23 nha, con này cái bản số cũng dễ thương lắm nha. Bản số là 1 năm. Nói chung cũng đẹp lắm. Con này bao cục máy zin cho anh em nè. Con này bao cục máy zin. 13.800. Bao máy zin. Đặc biệt con này là cái dòng xe này nó tiện lợi cho phụ nữ nha. Em cháu đi học rồi cũng vẫn được luôn, tướng nhỏ con là lên im luôn nha. Con này là FI. Con này mình cũng nói thiệt luôn là công đề mét mà không có to nha. 40 mấy ngàn. Xe 40 mấy ngàn. 48. Bô rồi còn khá đẹp nha, bô chắc chắn đẹp luôn. Cái này ai nhỏ con mua chiếc này nè, chạy nó gọn. Bô rồi cái con quay này sao anh? Đây. Rồi 4 triệu nha, 4 triệu, đề bộng rồi đầy đủ luôn. Máy móc sao anh? Máy móc là bao im, nói chung là bao im đó. Rồi, ngoại hình thì theo anh nhìn ở ngoài thì chắc cũng 65-70% đó. Nhưng mà con này đặc biệt, hồi xưa là con này hàng hiệu nha, Sa Quy nè. Cô chú anh chị nào mà có xài rồi con xe này rồi đó là mới biết cái thương hiệu của Sa Quy. Sa Quy nha, con này là con Sa Quy xe Đài Loan nha, chính hãng xe Đài Loan. Con này hồi xưa là nó ngang tầm với Wenpa đó, Wenpa hãng Honda đó. 4 triệu nha, 4 triệu thì con này không có bớt giá nữa nha. Biển số thành phố luôn. Đặc biệt có xem qua kênh YouTube của siêu thị 68 thì mình để cho 4 triệu đó. Anh em nhớ đăng ký và ủng hộ chia sẻ nha. Rồi cái con bên đây anh? Con bên đây 12 triệu. Con bên đây 12 triệu nha, xe này mới cầm đứt đem ra, chưa có chùi rửa nha. 12 triệu. Bao nồi chưa gớt. Đậu chưa gớt. Xe này có gớt cặp vỏ nha, nhưng mà đặc biệt là cặp vỏ này người ta mới thay gai còn chôm chổm nha. Cặp vỏ là người ta mới thay hiệu tốt nha. Kenhin gai còn chôm chổm luôn, Kenda. Kenda hiệu tốt, rồi 2.5. Xe ở Châu Thành, biển số Châu Thành. Ở đồ nó nhiêu vậy? Ở đồ nó 32.000. Bao không tua nha. 32.000 bao không tua luôn. Con này đời 28, 29 gì đó. Rồi tiếp theo con quay Thái nha, con quay Thái này bữa nay mình hạ giá cho anh em luôn nha. Con quay Thái này bữa nay mình hạ giá luôn, mình muốn bán con xe này luôn nha. 26 triệu. Bao hồ sơ, bao gút tên rồi thì tốn phí thêm nha. Con này gút tên sang tên toàn quốc nha anh em. Con này đặc biệt là áo chùm keo nha. Quay Thái đời 99, áo chùm keo. Lóc giữa chưa trẻ nha. Lóc giữa chưa trẻ. Con này có cạo khối vậy nha. Con này có cạo khối một lần. Ngoài ra thì đồ đạc zin còn theo xe cũng đầy đủ nha. Cũng có gớt một vài món đó. Con này hình như gớt cặp dành nè. Con này gớt cặp dành. Chủ yếu thay cho nó mới thôi chứ không sao. Bô đồ này kia cũng còn đẹp nha.
đầu bò, đầu bình xăng, đồ đồ đạc theo xe đều cũng còn khá đẹp. Đây biển số, cô chú anh chị nào ân thì đọc cái biển số ha, rồi là cửa hàng biết. Áo để chùm nguyên con nha, áo là bao anh em là không dặm không tốt nha. Cặp dành cũng còn khá đẹp á. Con này đặc biệt có ship các tỉnh thành nha, bao bút hồ sơ được nhưng mà tốn phí thêm nha. Áo chùm keo 2 triệu không anh? Phí thì tầm 2 triệu đó, 2,5 triệu. Cũng trong vòng 1 tháng đổ lại đó. Rồi, ngoài ra thì mình cũng còn một số dòng xe rẻ đó, thì để clip sau kế tiếp mình đăng lên cho anh em là tầm 3 triệu, 3,5 triệu.